Đồng chí Võ Văn Hưng đã trân trọng gửi lời chúc sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình trong sự nghiệp cách mạng của đất nước, đặc biệt là những đóng góp quan trọng trong việc ký kết Hiệp định Paris năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, kết thúc thắng lợi cuộc đấu tranh ngoại giao dài nhất, khó khăn nhất trong lịch sử ngoại giao của nước ta ở thế kỷ 20. Đồng chí Võ Văn Hưng cũng đã thông tin khái quát một số thành tựu về kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí khẳng định, thành quả đó là do sự hy sinh, đấu tranh gian khổ của các thế hệ cha anh đi trước. Cán bộ nhân dân tỉnh Quảng Trị luôn trân trọng và quyết tâm tiếp nối truyền thống ấy để xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gửi lời mời trân trọng tới nguyên Phó Chủ tịch nước về dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt trụ sở Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại huyện Cam Lộ, dự kiến diễn ra vào ngày 10 tháng 6 tới đây. Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cho biết, Hiệp định Paris là thắng lợi của cuộc đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao của Việt Nam. Yếu tố quyết định thắng lợi của Hiệp định Paris là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo tài tình của lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình mong muốn tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới trên các lĩnh vực xây dựng, phát triển kinh tế xã hội. Trong hai cuộc trường chinh về quốc, Quảng Trị là vùng đất anh hùng. Ngày nay trong thời bình, người Quảng Trị vẫn sẽ tiếp nối truyền thống quý báu ấy để xây dựng quê hương trở thành vùng đất giàu về văn hóa, mạnh về kinh tế.